Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 2. Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, giành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng. Nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng, Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính, phù hộ các lối của người công bình và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài. Bây giờ, con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự chính trực và các nẻo lành. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Sự dè dặt sẽ coi sóc con, sự thông sáng sẽ gìn giữ con, để cứu con khỏi đường dữ, khỏi kẻ nói việc gian tà, và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng mà đi theo các lối tối tăm, là người vui dạ làm dữ, ưa thích sự gian tà của kẻ ác. Chúng nó cong vạy trong đường lối mình và lầm lạc trong các nẻo mình. Lại, sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi dâm phụ, là người đàn bà lạ nói lời vua nịnh. Nàng lìa bỏ bạn của buổi đang thì và quên sự giao ước của Đức Chúa Trời mình. Vì nhà nó siêu qua sự chết và con đường nó dẫn đến chốn kẻ thác. Chẳng ai đi đến nàng mà trở về hoặc được tới các lối sự sống. Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người thiện và gìn giữ các lối của kẻ công bình. Vì người ngay thẳng sẽ được ở trên đất, và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng kẻ gian ác sẽ bị trút khỏi đất, và kẻ bất trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó. Chương 5. Ai tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời hay sao? Ấy chính Đức Chúa Giê-xu Christ đã lấy nước và huyết mà đến. Chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết, ba ấy hiệp một. Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn. Vả chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về con Ngài. Ai tin đến con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là kẻ nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội mà tội không đến nỗi chết thì hãy cầu xin,
và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết, ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin. Mọi sự không công bình đều là tội, mà cũng có tội không đến nỗi chết. Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Jesus Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng. Chương 7. Sau các việc ấy, nhằm đời Artaxerxes, vua Pharaoh, có Ezra là con trai Seraiah, Seraiah con trai của Hilkiah, Hilkiah con trai của Shalum, Shalum con trai của Sadoc, Sadoc con trai của Ahitub, Ahitub con trai của Amaria, Amaria con trai của Asaria, Asaria con trai của Merayot, Merayot con trai của Serahiah, Serahiah con trai của Uzi, Uzi con trai của Buki, Buki con trai của Abishua, Abishua con trai của Phinea, Phinea con trai của Eleasa, Eleasa con trai của Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm. Ezra này từ Babylon đi lên. Người là một văn sĩ thạo luật pháp của Môi-se mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã truyền cho. Vì tay của Đức Giê-hô-va phù trợ người, nên vua ban cho người mọi điều người xin. Nhằm năm thứ bảy đời vua Artaxerxes, có mấy người trong dân Israel, trong bọn thầy tế lễ và người Lê-vi, kẻ ca hát, người giữ cửa và người Nethinim đều đi cùng người trở lên Jerusalem. Tháng 5, năm thứ 7 đời vua ấy, Ezra đến thành Jerusalem. Vả, ngày mùng 1 tháng Giêng, người ở Babylon khởi hành, rồi ra nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ, người đến Jerusalem ngày mùng 1 tháng thứ 5. Vì Ezra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo và dạy cho dân Israel biết những luật pháp và giới mạng. Này là bản sao lại chiếu chỉ mà vua Artaxerxes giao cho Ezra, thầy tế lễ và văn sĩ, thảo biết trong những điều răn luật lệ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Israel. Artaxerxes, vua của các vua, gửi cho Ezra, thầy tế lễ và văn sĩ, thảo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời. Nguyện ngươi được trọn bình an. Ta ra chiếu chỉ định rằng, phàm người nào trong nước ta thuộc về dân Israel, thì cả và người Lê-vi sẵn muốn đi đến Jerusalem thì hãy đi chung với ngươi. Ta và bảy mưu thần ta sai ngươi đi tra xét về Giu-đa và về Jerusalem, chiếu theo luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi có trong tay ngươi. Ngươi sẽ đem theo mình vàng và bạc mà vua và các mưu thần lạc ý dâng cho Đức Chúa Trời của Israel có nơi ở tại Jerusalem, luôn các bạc và vàng mà ngươi có được trong tỉnh Babylon và những lễ vật lạc ý của dân sự cùng thầy tế lễ dâng cho đền của Đức Chúa Trời mình tại Jerusalem. Ngươi hãy dùng bạc này cần mẫn mua những bò đực, chiên con luôn của lễ chay và lễ quán cặp theo, rồi dâng lên trên bàn thờ ở nơi đền của Đức Chúa Trời các ngươi ở tại Jerusalem. Còn bạc và vàng dư lại, hễ muốn dùng làm việc gì, phải khá theo ý ngươi và anh em ngươi cho là tốt, mà làm thuận ý chỉ của Đức Chúa Trời các ngươi. Về các khí dụng đã giao cho ngươi để dùng vào cuộc thờ phượng trong đền của Đức Chúa Trời ngươi, hãy để nó tại trước mặt Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Còn các vật gì khác ngươi cần dùng về chi phí đền thờ của Đức Chúa Trời ngươi, khá lấy các vật ấy nơi kho tàng vua. Vậy, ta là vua Artaxerxes ra chiếu truyền cho các quan cai kho ở bên phía kia sông rằng, hễ vật gì Ezra
thầy tế lễ và văn sĩ thảo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời sẽ cầu cùng các ngươi. Các ngươi khá cần mẫn cung cấp cho đến 100 ta lân bạc, 100 bao lúa miếng, 100 thùng rượu, 100 thùng dầu và muối không hạn. Phàm điều gì Đức Chúa trên trời truyền dạy về đền thờ của Ngài, khá làm cho cần mẫn, e sự tai họa giáng trên nước, trên vua và trên các vương tử chăng? Lại, ta truyền cho các ngươi biết rằng, chẳng được phép thâu thuế hay là tiền mãi lộ nơi thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ ca hát, người giữ cửa, người Nethinim, hay là nơi những tôi tớ đền thờ của Đức Chúa Trời. Còn ngươi, hỡi Ezra, tùy theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ngươi đã có trong tay ngươi, hãy lập những quan phủ, quan án là những kẻ thảo biết luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi, để chúng xét đoán cả dân sự ở bên kia sông. Còn người nào chẳng biết luật pháp, các ngươi khá dạy cho nó biết. Nếu có ai không tuân luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi và luật lệ của vua, thì các ngươi hãy đoán phạt họ liền, hoặc xử tử, hoặc lưu đày, hoặc tịch biên gia tài, hay là cầm tù. Ezra bèn nói rằng, đáng ngợi khen thay Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, vì đã cảm lòng vua toan trang điểm đền thờ của Đức Jehovah tại Jerusalem, và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua, cùng trước mặt các mưu thần và các quan trưởng có quyền của vua. Vậy tôi hứng chí, vì tay của Jehovah Đức Chúa Trời tôi phù trợ tôi, và tôi chiêu tập các trưởng tộc Israel đặng đồng đi lên với tôi. Chương 8. Này, những trưởng tộc và gia phổ của các người từ Babylon đi lên với ta trong đời vua Artaxerxes trị vì. Về con cháu Phinea có Gẹt-sôn, về con cháu Ithama có Daniel, về con cháu David có Hát-túc, về con cháu Shekania, con cháu Pharos có Sachari và những kẻ ở với người. Theo gia phổ sổ được 150 nam đinh. Về con cháu Pha-hát-mô-áp có Eli-ô-ê-nai, con trai của Serahia, và với người được 200 nam đinh. Về con cháu Shekania có con trai Yahasien, và với người được 300 nam đinh. Về con cháu Adin có Ebed, con trai Jonathan, và với người được 50 nam đinh. Về con cháu Elam có Esai, con trai Athalia, và với người được 70 nam đinh. Về con cháu Shephatia có Sebadia, con trai Mikael, và với người được 80 nam đinh. Về con cháu Joab có Abdia, con trai Jehiel, và với người được 218 nam đinh. Về con cháu Shelomit có con trai Yoshiphia, và với người được 160 nam đinh. Về con cháu Bebai có Sachari, con trai của Bebai, và với người được 28 nam đinh. Về con cháu Agag có Johanan, con trai của Hakatan, và với người được 110 nam đinh. Những kẻ thuộc về con cháu Adonikam đến sau hết, tên chúng là Eliphelet, Jehiel và Shemaya, và với họ được 60 nam đinh. Về con cháu biết vai có Utai cùng Sabbut, và với họ được 70 nam đinh. Ta nhóm hiệp chúng gần bên sông chảy về Ahava, rồi chúng ta hạ trại tại đó 3 ngày. Đoạn ta xem xét dân sự và thầy tế lễ, song chẳng thấy một người Lê-vi nào hết. Ta bèn sai gọi các trưởng tộc Eliese, Ariel, Shemaya, Enathan, Yarib, Enathan, Nathan, Sachari và Mesulam, luôn Yoyarib và Enathan là thầy giáo sư. Ta sai các người ấy đi đến trưởng tộc Ido ở tại Kashifia, biểu họ phải dạy Ido và các anh em người, tức người Nethinim ở tại Kashifia, phải dẫn đến cùng chúng ta những kẻ giúp việc nơi đền thờ của Đức Chúa Trời chúng ta. Vì nhờ tay Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ, các người ấy dẫn đến cùng chúng ta một người khôn ngoan thuộc về dòng Mách Ly, là hậu tử của Lê-vi, con trai của Israel, luôn Sê-rê-bia và các con trai cùng anh em người, số được 18 tên. Lại được Hasabia và Esai thuộc về dòng Merari cùng các anh em và các con trai người, số là 20 tên.
Còn trong những người Netinim mà David và các quan trưởng đã đặt giúp việc người Lê-vi thì có được 220 người, thảy đều gọi đích danh. Tại đó, gần bên sông Ahava, ta truyền kiêng cử ăn để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chánh đáng chúng ta, con cái chúng ta và tài sản mình phải đi. Vả lại, ta lấy làm thẹn, chẳng dám xin vua một đạo quân và lính kỵ binh vực chúng ta khỏi kẻ thù nghịch trong lúc đi đường, vì chúng ta có nói với vua rằng tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài, nhưng quyền năng và thạnh nộ Ngài kháng cự những kẻ nào lìa bỏ Ngài. Ấy vậy, chúng ta kiêng cử ăn và cầu xin Ngài điều ấy, Ngài bèn nhậm lời chúng ta. Trong những thầy tế lễ, ta bèn chọn 12 người trưởng là Serebia, Hashabia và 10 người anh em họ. Đoạn, ta cân cho chúng các bạc, vàng và những khí dụng mà vua, các mưu thần, các quan trưởng vua cùng cả dân Israel có mặt tại đó đã dâng cho đền của Đức Chúa Trời chúng ta. Vậy, ta cân giao cho họ 650 ta lân bạc, khí dụng bằng bạc giá 100 ta lân và 100 ta lân vàng, 20 cái chén bằng vàng giá 1.000 đa riết và 2 cái chậu bằng đồng bóng láng tốt nhất cũng quý như vàng. Rồi ta nói với chúng rằng, chính các ngươi đã được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va và các khí dụng này cũng là thánh. Bạc và vàng này là lễ vật lạc ý dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi. Khá gìn giữ nó kỹ lưỡng cho đến chừng các ngươi cân lại trước mặt những thầy tế lễ cả và người Lê-vi cùng trước mặt các trưởng tộc của Israel tại Jerusalem trong kho đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vậy, những thầy tế lễ và người Lê-vi sau khi đã kiểm soát lại sự cân nặng của bạc, vàng và những khí dụng rồi, bèn thâu nhận đặng đem đến Jerusalem trong đền thờ của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngày 12 tháng Giêng, chúng ta ở sông Ahava khởi hành đặng đi đến Jerusalem. Tay của Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch và khỏi kẻ rình phục dọc đường. Đoạn, chúng ta đến Jerusalem, ở tại đó 3 ngày. Ngày thứ tư, chúng ta cân lại bạc, vàng và những khí dụng trong đền của Đức Chúa Trời, rồi giao cho Meremoth, con trai Uri, thầy tế lễ, với người có Eleasa, con trai của Phinea, Josabab, con trai Yeshua và Noadia, con trai Binui, người Lê-vi. Cứ theo số và cân, số cân nặng đều biên chép trong một kỳ ấy. Những người đã bị bắt làm phu tù được trở về, dân của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Israel bằng 12 con bò đực vì cả Israel, 96 con chiên đực, 77 con chiên con và 12 con dê đực để làm của lễ chuộc tội. Cả thảy đều dâng lên làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Chúng giao chiếu chỉ của vua cho các quan trấn và cho các quan cai của vua ở phía bên này sông. Họ bèn giúp đỡ dân sự và việc đền thờ của Đức Chúa Trời. Chương 9. Sau các việc đó, các quan trưởng đến gần nói với ta rằng, dân Israel, những thầy tế lễ và người Lê-vi chẳng có phân rẽ với các dân tộc của xứ này. Họ bắt chước theo sự gớm ghiếc của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Giê-bu-xít, dân Am-môn, dân Mô-áp, dân Ê-díp-tô và dân Amorít, vì chúng có lấy những con gái họ làm vợ của mình và làm vợ con trai mình. Dòng dõi thánh đã pha lộn như vậy với dân tộc của các xứ này. Thật, các trưởng và quan cai vốn là kẻ đầu phạm tội dường ấy. Khi ta nghe các lời ấy, ta bèn xé áo trong và áo tơi mình, nhổ tóc đầu và lông râu, rồi ngồi buồn bã. Những người vâng kỉnh các lời phán Đức Chúa Trời của Israel đều hiệp lại chung quanh ta, sợ hãi về tội trọng của các người đã bị bắt làm phu tù được về có phạm. Còn ta ngồi kinh hoảng cho đến khi dân của lễ buổi chiều. Đến giờ dân của lễ buổi chiều, ta đứng dậy khỏi nơi khổ nhục mình, áo trong và áo tơi ta xé rách. Ta quỳ gối xuống,
giơ tay ra hướng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta mà thưa với Ngài rằng: Ô Đức Chúa Trời tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài là Đức Chúa Trời tôi, vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi, và tội chúng tôi cao lớn tận trời. Từ ngày tổ phụ chúng tôi cho đến ngày nay, chúng tôi đã cực cùng phạm tội. Vì cớ tội ác mình, nên chúng tôi, các vua chúng tôi và những thầy tế lễ chúng tôi đều bị phó vào tay các vua những xứ, bị gươm, bị bắt làm phu tù, bị cướp giật và bị sỉ nhục, y như điều đó đã có ngày nay. Song bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi tạm làm ơn cho chúng tôi, để một phần dư lại của chúng tôi thoát khỏi, và ban cho chúng tôi một cái đinh ở trong chỗ thánh này, hầu cho Đức Chúa Trời chúng tôi soi sáng con mắt chúng tôi, và khiến cho chúng tôi ở giữa sự nô lệ mình được dấy lên một chút. Vì chúng tôi vốn là kẻ nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời của chúng tôi không từ bỏ chúng tôi trong sự nô lệ chúng tôi. Ngài đã khiến cho chúng tôi được ơn trước mặt các vua Pharisơ, hầu ban cho chúng tôi sự dấy lên, đặng cất lại đền của Đức Chúa Trời chúng tôi và xây lên lại những nơi hư nát của nó, cùng ban cho chúng tôi một nơi ở tại trong xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. Bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, sau những điều đó, chúng tôi sẽ nói làm sao? Vì chúng tôi đã lìa bỏ những điều răn. Ngài đã cậy các tiên tri là tôi tớ Ngài mà phán dạy chúng tôi rằng: Xứ mà các ngươi sẽ vào nhận lấy đó là một xứ bị ô uế tại sự ô uế của các dân tộc nó, và tại sự gớm ghiếc của chúng nó đã làm cho xứ ấy đầy dẫy từ đầu này chí đầu kia. Vì vậy cho nên, chớ gả con gái các ngươi cho con trai chúng nó, và đừng cưới con gái họ cho con trai của các ngươi. Chớ hề tìm kiếm sự thành lợi hoặc sự bình an của chúng nó, để các ngươi trở nên mạnh dạn ăn hoa lợi của xứ, và để nó lại cho các con trai mình làm cơ nghiệp đời đời. Vả sau những tai họa đã giáng trên chúng tôi tại các sự hành ác và tội trọng của chúng tôi, mà lại hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, thật Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi, và đã ban cho chúng tôi được phần sót lại giường này. Vậy có lẽ nào chúng tôi lại phạm các điều răn của Chúa nữa, kết bạn với các dân tộc vẫn làm những sự gớm ghiếc này sao? Vậy thì cơn thạnh nộ Chúa há sẽ chẳng nổi lên cùng chúng tôi, tiêu diệt chúng tôi, đến nỗi chẳng còn phần sót lại, cũng không ai thoát khỏi hay sao? Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel ơi, Chúa vốn là công bình, còn chúng tôi chỉ một số ít người được thoát khỏi như đã thấy ngày nay. Này, chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều, nhân đó chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.